Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình thông báo cho tất cả anh em nhận, trước đây mình có một cái video hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia một dự án là nhận tốc căn SFM. Thì bạn nào đã có làm dự án này trên sàn La Token thì các bạn vào dưới chat nha bạn. Hiện tại nó đã phân phối, mình đã nhận được 80 tốc căn SFM nè bạn. Có khoảng giá hiện tại là 0.017 nha bạn, có khoảng 13-14 đô các bạn. Để chơi được con này thì các bạn bấm vào một ba chữ gạch bên cùng nữa các bạn. Các bạn bấm vào một exchange nha tất cả các bạn. Con này hiện tại giá nó đang tăng cao các bạn. Rồi các bạn, nó đã cho chạy qua cặp USDT này bạn. Các bạn gì nhấp vào bạn. Giá 0.74. Rồi tất cả các bạn bấm chỉ việc bấm sell thôi các bạn. Buy là mua, sell là bán. Rồi chỉ bấm sell thì các bạn chọn vào mát 100% bạn bấm sell nha tất cả các bạn. Thì sau khi các bạn bấm sell thì nó sẽ về một cái là cái đồng USDT nha tất cả các bạn. Thì các bạn rút về đi các bạn. Mình chưa có bán các bạn ơi. Thì sau này nó về UDT thì bạn vào wallet các bạn rút về nha tất cả các bạn. Và mình đã cũng mình định làm cái video hướng dẫn các bạn chơi cho tỉ mỉ luôn. Thật ra thì mình tải app hoài không được các bạn. Nó chặn cái IP, rồi mình phát IP qua Indonesia và Hoa Kỳ này nọ đâu mà tải cái app sàn La Token cần không được. Có máy tải được các bạn, có máy không thì các bạn vào các bạn tải sàn La Token cần về bạn chơi cho nó mượt các bạn. Hiện tại trong web nó thì nó nặng quá. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn, mình đã cập nhật là một dự án SFM cho các bạn. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.